bác đi xa gia sĩ, lần này lần thứ ba, một lần đi thì không làm được này, lần thứ hai đi là do đi khám để lấy cái thuốc uống, thế đến bây giờ huyết áp ổn định thì bác mới đi làm là vì thế đấy. Tức là đây là lần thứ ba bước trước bước chân vào một phòng gia sĩ. Trong xuyên suốt lịch sử loài người, con người luôn phải sử dụng răng cho các cái mục đích cắn xé thức ăn. Chính vì vậy là con người luôn tìm cách để thay thế những cái chiếc răng đã mất nếu mà chẳng may mà nó có vấn đề. Bác là tên là Thống, bác năm nay 64 tuổi nếu mà theo giấy chứng minh. Sinh năm 1958. Bác mất cái răng đầu tiên, nếu mà nó sâu, bắt đầu sâu cái răng hàm đầu tiên nhé. Thì từ năm 1989 là bắt đầu bị một cái răng hàm đầu tiên. Nhưng khi ấy, cái hoàn cảnh mà sâu lúc ấy, bác cũng không có điều kiện đi nhổ đi nhé. Xong đến cái khi mà cái răng hàm ấy nhá, nó cứ đến cái khoảng nó bị sâu như thế, xong nó vỡ nó cứ lỗ này. Nhưng mà bác, cơ thể bác đặc biệt có một cái không biết là cái cơ địa bác như nào, nhưng mà sâu như thế nhưng mà nó không nhức răng, đau răng bảo phải đi nhổ ngay ấy. Thì gần hồi là cái điều kiện những cái năm 89-90 mà nó là mới xóa bỏ bao cấp mà, làm gì đã có phòng mạch tư nhân mấy đâu, rồi là phòng nha sĩ tư nhân có đâu, chỉ có vào bệnh viện các thứ khám hết thôi. Với các cô chú mà sinh ra thập niên 50-60 thì gần như là ai cũng đã từng trải qua một cái thời kỳ lao động khá là vất vả ở cái thời trẻ. Và khi mà tới cái tuổi này thì đều mong muốn tìm cho mình một cái hạnh phúc, một cái cuộc sống an nhàn, ấm no. Tuy nhiên thì đôi khi cái hạnh phúc đó nó không được trọn vẹn do những cái nhu cầu cơ bản không được đảm bảo, đặc biệt là nhu cầu ăn uống. Ngại đi, đến bây giờ ấy, thì bác mới thấy là hỏng nặng quá rồi. Hỏng nặng quá rồi thì thứ nhất là về ăn nhai ấy, rồi các thứ ấy. Mình ăn mới lại con, ăn mới lại ví dụ như là mình ăn phải có một chế độ ăn riêng. Ở nhà bác hay phải nấu riêng những cái thứ mềm mềm ấy. Chứ con có thể những cái món này, ví dụ thịt bò, ví dụ xào là mình không ăn được hay không muốn ăn này. Vì thực ra ăn thì nhai nó không nhai nghiền răng hàm được mà. Nó không cảm giác ngon nữa rồi. Chúng tôi đã phải mất vài ngày để khảo sát phim X quang và lên một kế hoạch làm răng chi tiết cho chú, với mong muốn đưa đến một cái kết quả tốt nhất. Và phương pháp được chúng tôi lựa chọn cho chú đó là cấy ghép implant toàn hàm Onafor. Trong đó thì ở giai đoạn 1 chúng tôi sẽ nhổ bỏ những chiếc răng bị hỏng còn lại trên cung hàm và cấy ghép 4 trụ implant trực tiếp vào trong xương hàm. Ngay sau khi phẫu thuật, trong vòng từ 1 tới 2 ngày, chúng tôi sẽ gắn cố định cho chú một hàm răng tạm lên trên những cái chân răng implant này để chú có thể sử dụng trong khoảng thời gian 3 tháng chờ những chân răng phía dưới tích hợp hoàn toàn. Về cái quy trình phẫu thuật Onafor thì các cô các bác sẽ trải qua hai đợt hẹn lớn. Cái đợt hẹn đầu tiên mình định danh đó là cái đợt hẹn phẫu thuật và lắp hàm tạm. Thì các cô các bác đến sẽ phẫu thuật cùng với bác sĩ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và 2 tiếng này thì bác sĩ sẽ đặt 4 cây implant với cái concept là ưu tiên cái vùng răng hiện có, cái vùng xương hiện có, vùng nào mà tốt thì mình đặt vào và mình sẽ hạn chế cái việc ghép xương, hạn chế cái việc sưng đau. Ngay sau khi phẫu thuật 2 tiếng này xong á, thì 1-2 ngày sau các cô các bác sẽ đến quay lại phòng khám và bác sĩ sẽ lắp cái hàm tạm. Và cái hàm tạm này thì cũng sử dụng nguyên tắc bắt vít, tức là các cái chân vít nó đứng trên implant chứ không đè vào lợi. Thế cho nên là các cô, nhiều cô các bác là sau khi phẫu thuật xong thì sợ không dám đến lắp hàm tạm bởi vì thấy là đang còn sưng, đang còn đau, mà lắp hàm tạm vào nó đè vào lợi thì làm nào. Nhưng mà thực ra là cái hàm tạm này không đè vào lợi mà là nó sẽ đè lên các cái chân implant, còn nó cách lợi một cái khoảng tầm khoảng là 1-2 mm nên rất là dễ chịu. Thì sau khi
Cái đợt 1, đợt phẫu thuật và lắp hàm tạm kết thúc thì các cô các bác sẽ chờ tầm khoảng 3 đến 4 tháng sau. 3 đến 4 tháng sau thì quay lại lấy dấu và lắp hàm vĩnh viễn. Và như vậy là sẽ kết thúc toàn bộ quá trình điều trị.